ังแต่ปรัชนาต้องมาเปลี่ยนนั่นเองเรื่องมีเปลี่ยนนะเออตอนนี้ที่ผมพูดทั่วบรรดาแต่คณะมาบทเรียนคืออ่าปนัยvà hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại trong khuôn viên chùa Sò Sim mới, một trong những địa điểm sẽ tí xíu nữa đây thì các chàng tinh sẽ vào trong cái khuôn viên này sẽ làm một cái lễ rất là vui mọi người. Thì mọi người, cô bác quý chị cũng như là mọi người cố gắng để xem một cái nét đặc sắc khá là hay ngay tại chùa Sò Sim này của lễ hội dân tộc ở chùa Chôn Thâm Mây, Tết Chôn Thâm Mây của chùa Khmer nha. Bây giờ ra ngoài để xem chằn với khỉ. Bây giờ thì là một cái thời
khá là vui chỗ khuôn viên này nè mọi người. Có nghĩa là sư nói là ra ngoài này sẽ xem múa cằn với lại múa khỉ. Hãy chia sẻ cho mọi người thân mình có thể xem được những cái video clip cực kỳ đáng quý như thế này. Đây là hình ảnh cái gì? Những cá là hung dữ, gương mặt không biết cá là có tuổi đời từ 17 tuổi trở xuống thôi. Như em gái bên đây nè. Đây nè. Sau đó thì các sư rồi sau này. Thank you.
Đây là hoa mùng này là cầu cầu mong may mắn phước lành đó ha. Dạ dạ, sau khi thắp một nén nhang thì các Phật tử ở đây sẽ cầu cầu mong cho mình sự may mắn, phước lành cũng như là bình an. Cảm ơn đoàn mẹ tôi hội của thiên đường cả trở vào đi chọn quay trở. Đây là cầu cầu mong may mắn phước lành đó nha. Dạ. Sau khi thắp một nén nhang thì các Phật tử ở đây sẽ cầu cầu mong cho mình sự may mắn, phước lành cũng như là bình an.
rồi 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 có nào điện bố đây nó chạy nhiều bố đó quay ra mình chạy nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.